tao vào xem mày cứ chui vào làng thế này, mày vào đây nó là làng Xuân Đỉnh. Vâng, làng Xuân Đỉnh mà. Nhưng mà hôm trước bác cháu mình không đi đường này. Làng Hồng Xiêm, làng bánh mứt kẹo. Lên quận này. Trước mày ở đây thế nào mà biết hết ở chỗ này à? Vâng, cháu đi qua đây rồi ạ. Nhưng mà mày chắc là mày phải hay đi thế nào mới nhớ được. Vâng. Tao đi cơ mà chả bao giờ tôi nhớ được cái này. Có một phần ạ. Đi giao hàng mà. Cứ ở đây chạy xe ôm 5 năm mà cược hết. Không thực hết được, ý là nó cũng thừa. Em ơi, ra công viên Hòa Bình đi này à? Hòa Bình à? Ờ. Nhưng mà anh đi ngõ trên đi. Ngõ trên á? Ngõ trên.
đi vào mấy lần vào đây rồi. Đây nhớ mới này, bác nhìn nhớ khôn khó nữa, bác ngồi đây rồi. Để cho mẹ vào đi ngồi đỗ. Vâng. Rồi, đi qua đến ngày. Thay ra đi. Nhớ. Ngồi đây này. Nhớ ngồi đâu ạ? Rẽ bên này vào đây, ngay đây. Vâng, vâng, cháu qua được nữa, đến đây là kịp rồi. Cháu cứ ở đây thôi. Vâng.